bầm. Giờ gỡ ra cái này là gắn lên xe. Xe này nó sẽ chạy từ Cali, từ Lost hả? Ở đây là Lost xong hả? Westminster. À, Westminster. Để đi Las Vegas. Trên đường nó có gì đẹp thì mình sẽ dùng cái camera hành trình của mình ghi lại ha. Có GPS luôn. Mình cắm vô cái lỗ lấy điện á. Cắm vô cái lỗ này nè. Cắm này vô chứ là nó sẽ đi lại thôi. Cái này là cắm lấy nguồn. Nhưng mà trước mắt là mình cứ cái này cắm sau. Cho nó hút lên trên cái khí. Mình muốn cho nó chỗ nào thì mình gắn như chỗ đó. Còn cái này là nó sẽ ăn vô đây nè. Đẩy cái này lên cái là nó hết vô. Cho nó quay thì mình để ngay đây được rồi. Lấy điện ngay đây, để đây. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ gắn dây lên. Mục đích là cho nó thẩm mỹ. Nếu mà mọi người nó kéo qua đây là cho nó thẩm mỹ nha. Không phải là mình sẽ đưa thẳng xuống đây luôn.